quý vị và các bạn, vừa qua Đài Phát thanh và Truyền hình Kon Tum nhận được phản ánh của người dân tổ dân phố 1, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum về việc liên tục bị đối tượng lạ sử dụng thiết bị chưa xác định bắn bi sắt vào phía khu dân cư. Tình trạng này đã kéo dài vài tháng, gây bất an và bức xúc trong nhân dân. Qua điều tra, cơ quan công an xác định đây là hành vi sử dụng ná cao su bắn bi sắt. Hành vi này gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng về tâm lý, sức khỏe của người dân. Chỉ cần đi một vòng quanh khu vực sân trước của Bảo tàng Kon Tum thuộc khu vực tổ dân phố 1, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, ông Vũ Văn Vững, bảo vệ ở đây, đã gom được một vốc tay những viên bi sắt nặng trịch như thế này. Có viên mới, có viên đã cũ, hoen rỉ. Ông Vững cho biết, cứ vài lần trong ngày, đối tượng lạ lại bắn bi sắt về phía khu vực quanh bảo tàng. Thời điểm đối tượng bắn, ông cùng một bảo vệ nữa chỉ có thể tránh vào nhà đề phòng thương tích. Cái này là họ bắn thì cứ khoảng tầm 8 rưỡi đến 9 giờ là bắn. Chứ sớm mà là không bắn đâu. Chứ đến khoảng tầm 1 tiếng sau đến 10 giờ bao lại bệnh bệnh quỷ bắn. Thế là thôi, chưa không bắn nữa. Đến khoảng chiều là khoảng tầm 4 rưỡi, 5 giờ là bắn. Nhưng mà bắn cũng không kể là cái giờ giấc đó. Nhưng mà thấy thích bắn lúc nào bắn. Rồi lúc thì mình cứ thấy mình bệnh bệnh thì chúng tôi lại cứ phải ngồi vào trong kia chứ không dám đi ra đây. Sợ nó bắn vô đầu. Mà bữa trước ông bảo vệ kia là đứng kia là bắn một phát vô đầu rồi. Hồi tầm 8 giờ là một phát vô đầu. Ông bắn tù phát rồi. Đau lắm. Ông vô đầu lắm. Mà tôi thấy quân nick nhà mày cứ thường thường hắn ra đây là hắn đi chơi, họ đi tham quan, họ đứng tập trung đây nhiều lắm mà tôi thấy cứ bắn kiểu này cũng nguy hiểm đấy. Theo phản ánh của người dân ở tổ dân phố 1, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, khoảng 2-3 tháng nay, khu dân cư này liên tiếp bị bắn bi sắt. Từ mái nhà, quanh sân, đến dưới những gốc cây đều dễ dàng nhặt được những viên bi sắt nằm vương vãi khắp nơi. Nói chung là từ 2-3 tháng đây là coi như cứ mới sáng ra là nó bắn miết tới tối luôn, tới 5 giờ chiều, 6 giờ chiều luôn. Cho nên là thấy rất là nguy hiểm. Cứ mấy nhóc nhỏ nhỏ gần đây coi như nó nhặt chừng khoảng 5 phút trở lại là coi như một bùm ở trong tay vậy đó. Cho nên là cái nó bắn thấy nên coi như là trong nhà thấy con đứng nấu cơm cũng sợ rồi lúc nào nó cái tinh thần nó cũng bất an hết đó. 9 giờ bắt đầu nó bắn tới 9 giờ rưỡi là nó nghỉ. Rồi trưa là 12 giờ nó bắn tới gần 1 giờ nó mới nghỉ. Rồi 5 giờ nó bắn mới tới khoảng 5 giờ rưỡi 6 giờ nó nghỉ. Đó thì hỏi chứ không, tinh thần ở đâu nữa mà lo làm. Đây là cách chị Y Tuyết Hạnh, trú tại tổ dân phố 1, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum bảo vệ chiếc ô tô của gia đình. Những tấm bìa cắt tông to dày này dùng để che chắn quanh chiếc xe. Dẫu vậy, thân xe của chị Hạnh vẫn lỗ chỗ những vết lõm. Chị cho biết đây là dấu vết do bi sắt bắn vào. Cách đây vài ngày, chị phải đi sửa lại phần kính bị bắn vỡ. Nó bắn là 10 giờ tới 11 giờ. Rồi như trưa hôm qua là bắt đầu 1 giờ, chiều là 4 giờ 20. Là cái tầm đó là nó bắn rất là nhiều. Nó bắn nhiều lắm. Mà lụm là cháu ở nhà lụm là cả hộp cả chén như thế này. Đó, mà nhà bên nhà cô đây là bị nặng nhất. Rồi phía sau đây cây phơi đồ mà nó bắn vô mà móc cả cái cây phơi đồ luôn. Bây giờ là cứ kính thì cứ lấy bì cái tông nè, tủ lên cái kính tạm thời thôi. Chủ yếu là bảo vệ cái phần kính thôi chứ còn cái này thì giờ làm sao mà ấy được. Từ ngày các đối tượng lạ bắn bi sắt vào khu dân cư, cuộc sống của người dân tổ dân phố 1, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum bị xáo trộn. Ít người dám ra khỏi nhà. Bà Y Xuân cho biết, trước đây bà thường đi tập thể dục quanh xóm, còn hiện tại bà phải canh giờ đối tượng không bắn bi sắt mới mở cửa ra hiên ngồi. Cẩn thận là vậy, thế nhưng bà vẫn bị bi sắt bắn trúng vào người. Lo chứ, bác lo lắm, tại mình ra đường mình ra mình sợ. Trong cái đầu mình ra còn ai thấy mình đi. Còn cái đi làm hết mình cũng sợ chứ. Đã lộn là bây giờ mình không dám ra ngoài, không dám ra ngoài ngồi chơi, chỉ ngồi trong nhà thôi. Nhưng mà ngồi trong nhà là nó bắn qua đây thì văng vô trong nhà cũng có. Cho nên là bây giờ là
nó không có được ổn định như hồi xưa. Bà đương nấu đồ mà trong nhà vậy mà nó bắn. Bắn kiểu như là trong cái nhà bà là dính nhiều nhất. Cho nên bà ấy bức xúc, bà ra phường á. Hành vi bắn bi sắt về khu dân cư tổ dân phố 1, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum gây thiệt hại về tài sản. Nếu tình trạng này kéo dài, sẽ ảnh hưởng đến an toàn của người dân, an ninh trật tự tại địa phương. Ví dụ bắn như vậy mà đây là mình nói là chỉ với vào tài sản thôi, chớ chưa đụng vào người. Nếu như mà đụng vào người thì không biết là cái chuyện gì xảy ra. Thì cũng mong các cơ quan chức năng thì cũng bắt được rồi thì gặp và giáo dục. Nếu mà cái tình trạng này cứ tiếp tục tái diễn thì mình nghĩ là sẽ như thế nào? Thì người dân ở đây sẽ rất là bất an. Trẻ con mà cứ phải đi học về rồi phải ở trong nhà sao được. Các con phải ra chơi khu vực này, các con ra chơi. Thì các bác, các cô, chủ yếu người già ở đây, người già thì chủ yếu là ở ngồi chơi phía trước đây mà cứ đùng rơi thế này thì các bác không dám ra ngoài. Mong chính quyền là coi như có biện pháp như thế nào để mà coi như răn đe nghiêm khắc để cho coi như là người dân ở đây coi như an tâm. Nếu mà không triệt để nghiêm là mấy cái tình trạng đây là có thể là xảy ra đụng tới người là rất là nguy hiểm đó. Tại vì là người lớn thì người ta có thể là nấp vào nhà chứ còn trẻ con là nó cứ chạy suốt ở ngoài đường mà mình có la cũng không thể được. Nó sợ trúng là trúng mấy đứa nhỏ rồi đây là nó đi học á là nó sẽ về đây sinh hoạt. Con cháu là mình không có giữ nó được, mình sợ đụng nó. Ngay khi nhận được phản ánh của người dân tổ dân phố 1, Ủy ban Nhân dân phường Quyết Thắng đã triển khai lực lượng công an phường nắm bắt tình hình. Qua điều tra, bước đầu xác định được đối tượng thực hiện hành vi dùng ná cao su bắn bi sắt về khu dân cư. Qua phản ánh của khu dân cư liên quan tới vấn đề bắn bi tại tổ dân phố 1, thì sau khi có phản ánh, thì phường triển khai ngay cái nội dung này đến lực lượng công an cũng như là tổ dân phố và cử cán bộ cảnh sát khu vực nắm bắt địa bàn, cũng như đối với đảng ủy, ủy ban nhân thì cũng cử đảng ủy viên phụ trách cũng như là cán bộ công chức phụ trách địa bàn theo dõi nắm bắt cái tình hình khu dân cư thì để khoanh vùng xác định được đối tượng. Bản chất của sự việc là chỉ là đối tượng này chỉ là mua về sử dụng bắn tập bắn, gọi là một cái thú vui của đối tượng thôi. Thỉnh thoảng là đối tượng có dùng bắn vào cái lồng này đó tại nhà, nhưng mà thỉnh thoảng vào các giờ đối tượng cũng ra phía sau nhà là có nhắm bắn các cái loại cây, các cái cây ở xung quanh nhà đó. Thì qua làm việc thì đối tượng thì cũng không có ý định để mà bắn cái bi sắt này mà để gây thiệt hại đến tài sản người khác, mà đối tượng là suy nghĩ là khi mà bắn như thế là nó sẽ ra vào khu vực đồi thông thuộc tổ phường Hưng Thắng, chứ không có nghĩ là rơi vào cái khu vực nhà dân và gây thiệt hại như thế. Qua sự việc vừa rồi đó thì công an cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt các lứa thanh thiếu niên mà khi sử dụng mà cái ná cao su mà bắn đạn bắp thì phải trang bị đầy đủ các bảo hộ như là cái lồng này đó, để tránh bi nó văng ra ngoài là gây, thứ nhất là gây sát thương, tổn hại sức khỏe người khác và gây hư hỏng tài sản người khác. Xác minh ban đầu, bản chất sự việc chỉ là đối tượng mua ná cao su và các phụ kiện đi kèm để phục vụ mục đích tiêu khiển, mua vui. Song trước những thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng về tinh thần xảy ra đối với người dân ở tổ dân phố 1, phường Quyết Thắng thời gian qua, thì rõ ràng không thể xem đây là thú chơi vô hại. Thực tế, bắn ná vốn là trò chơi dân gian để săn bắn chim hoặc tham gia các cuộc thi. Bắt đầu, ná cao su chỉ được tự chế từ những cành cây làm khung, dây thun được thắt lại, làm lực kéo và dùng sỏi, cuội làm đạn. Hiện trò chơi này đã được nhiều nhà sản xuất nâng cấp khung làm bằng kim loại cứng, dây cao su có lực căng mạnh, đạn bằng bi sắt, tính sát thương rất cao, có thể gây thương tích nặng. Thậm chí một số ná cao su được gắn thêm đèn ngắm tia laser để ngắm bắn chính xác hơn. Những chiếc ná cải tiến này được bán tràn lan trên mạng. Nhiều hội nhóm mua bán quảng bá ná cao su bằng hình ảnh video minh họa cho độ sát thương của trò chơi này. Đến nay, ná cao su vẫn chưa được xem là loại vũ khí nguy hiểm
nên việc sản xuất, mua bán, sử dụng không bị ngăn cấm, xử lý. Do vậy, ngoài việc tăng cường quản lý của cơ quan chức năng, bản thân người đang sử dụng ná cao su cần phải có ý thức trong việc bảo vệ tài sản và an toàn cho cộng đồng.